Quá nóng, mừng khai trương, Shopping Red Roblox giảm 50% tất cả các sự kiện. Vòng quay trúng siêu VIP chỉ một ổ bánh mì. Vòng quay siêu đặc biệt 18.000 robot tỷ lệ trúng cực cao. Và còn rất nhiều ạc nhân phẩm đặc biệt chỉ với giá 19k. Nhanh chân ghé shop, quẹo lửa các tình yêu ơi. Chân thành cảm ơn tất cả anh em vì luôn dành ra chút thời gian quý báu của mình để quay trở lại và tham gia vào bảng hải tặc bên Red. Thông thường những chap gần đây, chúng ta thì thấy một số diễn biến ở bên ngoài như là cuộc chiến của Rô Đen với Lo, Marco phát hiện Phoenix bị tấn công, cùng với đó là Wewill bị bà Lục bắt đi. Hay gắng muốn tặng cho Rô Đen một trận để giải cứu cho cô bé giữa hai chị nội sư. Hồ công chúa Vivi cũng đã được nhìn thấy sau khi Sabo giải cứu Kuma thành công rời khỏi thánh địa Medenjoy. Tất cả những điều đó đang cho thấy được một cuộc đại hỗn chiến đúng như Tết Giao Đa đã gửi cho một cái lá thư đến cho người hâm mộ. Nhưng trước khi cuộc đại hỗn chiến này xảy ra thì Luffy cần phải rời khỏi SH cùng với tiến sĩ Vegapunk đúng như lời đã hứa. Tuy nhiên diễn biến tại đảo tương lai lúc này đang khá là bất lợi cho liên minh mũ rơm với Vegapunk. Chúng ta đang thấy được một kẻ phản bội đã ra lệnh cho Seraphim tấn công phá hủy những bản sao khác cùng với tiêu diệt các CP0, mà chúng ta không thấy Seraphim nhắm đến các thành viên trong băng mũ rơm, chứng tỏ được nội bộ Vegapunk gặp vấn đề nan giải. Một ai đó đang cố gắng giải quyết tất cả các bản sao để phản đối cho hành động bất chấp vì tất cả của bản thể gốc là tiến sĩ Vegapunk đang mất tích một cách đầy bí ẩn. Nhưng đến giờ phút này chúng ta chưa thấy bất kỳ bản sao nào bị phá hủy. Điều này chứng minh rằng đến khi mâu thuẫn được giải quyết có thể sẽ có khả năng mỗi bản sao đều an toàn và họ sẽ chấp nhận hy sinh vì bản thể gốc cho một sự cố nào đó. Và đây là một số phân tích ban đầu của mình cho các diễn biến sắp tới ở đảo tương lai. Còn chắc tới 1076 này có những thông tin gì hot, các bạn hãy cùng mình thảo luận và dự đoán ở trong video này nhé. Anh em hãy thả lại một vài suy nghĩ cho các sự kiện nóng nhất ở chapter 1076 trong phần bình luận nha. Và sau đó cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình tiến gần tới cột mốc 50.000 thành viên gia nhập băng anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Ở video trước đó thì mình đã loại được 4 bản sao là Sokka, Lilith, Bittergore và Zod. Còn lại là Edison và Atlas. Nhưng mà Atlas cho thấy khi một sự cố đang xảy ra thì nó ở trong quá trình sửa chữa sau vụ tấn công của Rolopsy. Tỷ lệ nó đang phản bội cũng rất là thấp, nên mọi nghi ngờ lúc này được đặt vào Edison. Bản sao cuối cùng tiếp xúc với các Seraphim ra lệnh cho chúng dừng lại sau mệnh lệnh tấn công của Rolopsy phá hủy phòng thí nghiệm. Mà ở chapter 1075 vừa rồi thì Edison cũng đang đi cùng với nhóm Nami và Brook. Nó đã ngăn cản Nami lấy đi kim cương trên đảo, còn bị Brook cà khị rằng sắp rời khỏi đây hết rồi, có giữ lại cũng vô ích. Còn nói thêm chắc não của nó bị chập mạch. Giống như một số gợi cho thấy được một hoạt động lúc này của Edison để đi ngược lại với hầu hết tất cả những bản sao khác của Vegapunk. Đây chỉ là một số phỏng đoán của mình cho kẻ có tỷ lệ cao nhất ra lệnh cho các Seraphim phá hủy các bản sao còn lại và CP0 mà thôi, không hề nhắm đến các thành viên ở trong băng mũ rơm các bạn ạ. Bởi vì theo như Zoro cho biết, khi ta canh giữ Luffy và Kaku thì hai Seraphim Mihawk và Kuma tấn công họ chứ không tấn công anh ta. Và mình cho rằng mục đích thật sự của vụ việc này không phải là để phá hủy Vegapunk, mà chính là phá hủy Seraphim sau hàng loạt hành động nguy hiểm của chúng đã gây ra. Dự đoán thứ nhất ở chapter 1076, Luffy và Zoro sẽ phá hủy Seraphim. Thực chất chúng ta thấy được Seraphim được tạo ra nhằm mục đích trở thành vũ khí của chính phủ. Nó được thiết lập quyền kiểm soát tối cao nhất thuộc về Ngũ Latin và sau đó là đến Vegapunk. Cài đặt lần này mà Tác giả Oda muốn cài cắm vào chính là đưa Ngũ Latin rời khỏi thánh địa để giành lại các Seraphim. Bởi vì theo như cung cấp, không thể ra lệnh cho các Seraphim thông qua option truyền tin mà phải có mặt trực tiếp. Trong khi Ngũ Latin ban đầu muốn cử nhóm sát thủ đi thủ tiêu Vegapunk để giành lại quyền kiểm soát Seraphim và sau đó mang chúng về thánh địa Medenjoy cho họ hoặc giao cho một đơn vị hải quân nào đó điều khiển chúng. Bởi vì sức mạnh của các Seraphim được cho là sánh với Thất Vũ Hải nên họ rất tự tin vào điều này, càng không thể để mất nó vào tay của Vegapunk khi biết ông ta liên minh với tướng hoàng Luffy mũ rơm. Vậy là kế hoạch A, nhờ CP0 mang Seraphim về đã hoàn toàn thất bại, nên phải cần đến kế hoạch B là Ngũ Latin phải xuất trận. Với sự hộ tống của đô đốc Kizaru thì họ đang trên đường tiến xét đảo tương lai. Vậy là mục đích của Thánh Oda đã được thực hiện và chúng ta tin chắc rằng với sự xuất hiện của Ngũ Latin thì Seraphim sẽ được giành lại toàn bộ. Nhưng với những bộ não điên khùng của băng mũ rơm, họ luôn gây ra những sự đột biến thú vị. Seraphim được tạo ra từ rất nhiều tài nguyên và tiền bạc mà chính phủ đổ vào, cộng thêm cả thời gian và nhân lực dành cho Vegapunk nghiên cứu nữa, thì đúng là một khoản kinh phí khổng lồ. Mà để bù lại cho khoản tiền này thì họ phải thu biết bao nhiêu thoái má từ các quốc gia khác, quắt kiệt nguồn tài nguyên của họ để dùng vào trong những Seraphim cùng với đội quân Pacifista. Vậy chuyện gì xảy ra nếu như hệ thống cân bằng của thế giới bị phá vỡ? Và như đã biết, hệ thống cân bằng gồm có hải quân, Thất Vũ Hải và Tứ Hoàng. Giờ chính phủ dẹp luôn Thất Vũ Hải và thay bằng Seraphim Pacifista. Mà nếu như Luffy dẹp luôn cái lũ Seraphim này thì hải quân sẽ trở nên yếu thế trong cuộc chiến tranh với Tứ Hoàng. Bắt một chính quyền thế giới cần phải hành động. Đây cũng chính là lúc mà quân cách mạng mong muốn nhất. Họ có cơ hội chính đáng để tấn công trực tiếp lực lượng của chính quyền thế giới thay vì tấn công hải quân, đúng không nào? Ngũ Latin sẽ đích thân ra trận, toàn bộ sức mạnh của những kẻ thống trị thế giới sẽ được nhìn thấy. Cho nên mình cho rằng Seraphim nhất định sẽ bị phá hủy trong chapter 1076 sắp tới bởi Luffy và Zoro. Rõ ràng Luffy và Kaku cho rằng Luffy, Zoro không thể nào chống lại những Seraphim nên đã cố tình yêu cầu họ thả ra để cùng nhau chiến đấu. Nhưng mấy chú đã thật sự làm to. Hãy nhìn thái độ của hai khứa này mà xem, có chút nào gọi là tin tưởng vào hai CP0 đang bị trói bởi hai lầu thạch, ngồi bất lực dùng vỏ mồm ở dưới sàn kia hay không? Trong bối cảnh này thì các Seraphim liên tục tấn công, không thể nào chạy trốn chúng mãi được, cũng không thể lấy đòn là thượng sách.
Bởi vì càng né đòn thì phòng thí nghiệm sẽ càng trở nên tàn tành, và cách tốt nhất là phải chống lại những Seraphim. Mà một khi đã đánh trả thì những thiệt hại và tổn thương sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên với đẳng cấp của tứ hoàng Luffy và vua địa ngục Zoro Kakun thì không thể nào bị mấy con chiến binh nhân tạo này hạ gục được. Trước đó ở khu vực tàu Sunny, Zoro cũng đỡ nhát chém của Ad-Hawk, và anh ta cũng vô cùng thích thú khi biết được nó tạo nên từ nhân tố dây chuyền của Mihawk. Xem ra thì đây là cơ hội đầu tiên để đánh bại Mihawk không thể bỏ qua. Đồng thời Zoro cũng cho thấy được đẳng cấp vượt trội của mình so với Ad-Hawk. Trong ánh mắt của Seraphim đã bắt đầu có sự sợ hãi đúng như Zoro nói, nhưng mà bọn chúng chỉ hành động theo mệnh lệnh nên không thể dừng lại dù biết mình sẽ thua. Vậy nên kèo đấu Zoro và Ad-Hawk có khả năng sẽ xuất hiện trong đầu 1076 để khiến cho Ad-Hawk bị thiệt hại. Cùng với đó, Luffy và SB cũng sẽ nổ ra một cuộc chiến. Zoro đã thắng thì Luffy lại càng không thua. Đẳng cấp của một tứ hoàng không thể nào thua một con Seraphim chưa hoàn thiện được. Hãy nhớ lại Esat chỉ mới nạp liệu được 98%, nó cũng chưa phát triển hoàn chỉnh vì còn nhỏ, nên chắc chắn SB cũng như thế. Khi nó tấn công Luffy một lần nữa thì đòn phản lại của Luffy sẽ làm cho nó bị thốn thật sự đấy. Cho nên dự đoán quan trọng của mình ở phần này là Luffy, Zoro sẽ gây thiệt hại cho Seraphim, khiến cho Dorothy và Kaku trố mắt ếch kinh ngạc. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ các CP0 mà không cần thả bọn chúng ra đỡ phiền phức. Cũng như nhìn thấy mấy cái thái độ lồi lõm kia cũng đủ hiểu hai khứ này mất niềm tin vào bọn chúng cỡ nào. Dự đoán thứ hai cho chapter 1076 này sẽ là các nhóm đi tìm Vegapunk gặp lại nhau. Riêng nhóm Nami ở tầng 3 là nơi cao nhất, có khả năng sẽ đụng độ với Ace-Knight sau khi nó tấn công nhóm Franky rơi xuống tầng 2. Khi này chúng ta sẽ biết được bên 03 Edison có phải là người ra lệnh cho Ace-Knight tấn công những người khác hay không. Đồng thời còn lại Ace-Knight không được nhìn thấy từ khi nổi loạn đến nay. Theo phân tích của mình thì nó đang nhận nhiệm vụ phá hủy các Kamiko quan sát. Lần lượt từng có option bị phá hủy, có vẻ nó sẽ đụng độ với nhóm Sanji ở tầng 2. Đồng thời mệnh lệnh cũng cho thấy được Seraphim sẽ tấn công các CP0 như Luffy và Kaku. Khi Ace-Knight gặp được Toshi thì nó sẽ tấn công ngay lập tức. Và đây chính là cơ hội để cho Sanji, người vừa tự tin muốn Toshi gọi mình là chó để chỗ tài cứu cô ấy tránh khỏi đợt tấn công của Ace-Knight. Không còn điều gì tuyệt vời hơn và lúc này dành cho anh tư được nữa. Đồng thời thì Jinbe cũng sẽ đối mặt trực tiếp với bản sao của chính mình. Khả năng Ace-Knight cũng sẽ bị thiệt hại khi mà nhóm này Oda đã chủ động xếp cho hai người mạnh như Jinbe và Sanji đi chung với nhau. Và mình cho rằng khi mà đi tìm bản thấy gốc như thế này á thì cũng vô nghĩa, khi mà sự biến mất đột ngột không để lại dấu vết, kể cả màn hình quan sát cũng không thấy được, thì mục đích thật sự của việc đi tìm người chỉ dẫn đến những biến cố khác mà thôi. Đây cũng là cơ hội để cho kẻ phản bội gây thiệt hại cho cái bản sao khác, nên chỉ trong vòng 1-2 chấp nữa chuyện nội bộ sẽ được giải quyết. Sẽ không có một bản sao Vegapunk nào bị phá hủy, mà chỉ có các Seraphim bị phá hủy. Dự đoán thứ 3 cũng là cuối cùng của chapter 1076. Mình cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để cho tàu chiến của hải quân cùng với đô đốc Kizaru, Thánh Satun tiếp cận với đảo tương lai. Với sức mạnh của Kizaru thì việc tấn công gây thiệt hại cho Ethic không phải là chuyện khó. Nhưng mà trước hết thì lực lượng tàu chiến của hải quân còn phải chống lại 50 con bà Sivita Mark 3 vừa được Sentomaru cử ra canh gác. Bọn chúng có một cái kỹ năng được gọi là khiên xà vòng, và như đã thấy đạn pháo cũng không thể nào bắn xuyên qua được lớp khiên đó. Mục đích tồn tại của 50 bà Sivita này là câu kéo thêm một khoảng thời gian để những náo loạn ở bên trong được giải quyết, cũng vừa kịp lúc Kizaru phá vỡ hàng phòng vệ. Nên chapter 1076 này chính là thời điểm tốt nhất để cho hải quân bắt đầu tiếp cận, đẩy kịch tính của cuộc tàu thoát lên cao. Đồng thời, khi Ngũ Lôi Tinh nhận thấy các Seraphim không còn giá trị sử dụng, thì sẽ phô diễn đôi chút sức mạnh của mình, thể hiện sự tức giận nào đó chăng. Và trên đây tất cả các dự đoán của mình cho chapter 1076 sắp tới. Tất cả mọi dữ liệu đều mang tính chất tham khảo. Nếu như anh em có bất kỳ một cái dự đoán nào khác hay hơn, hãy bình luận ngay dưới video này để chúng ta cùng tham khảo nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em. Bye bye và hẹn gặp lại ở cái video sau.